khay vi phong càng ăn càng dính. Mì khay vi phong càng ăn càng dính. Hành trình rực rỡ 21:15 chủ nhật hàng tuần xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Hôm qua gian nan, hôm nay còn ta thật nhiều là điều tươi mới. Bay cao bay xa, sân bay sân ga nhưng ta thấp cao trong trời. Người đẹp người ngoan người tài nô nữ, tuổi già tuổi xuân sáng tươi muôn phần. Mình đi tham quan kinh thành Huế, bia quan họ Bắc Ninh. Người tặng bánh bia trong chẳng miệng tay. Ta nhảy múa cùng chiêng nơi đền cao đất sừng tây nguyên. Hành trình rực rỡ, Việt Nam sẵn sàng rạng ngời. Vậy là gửi tới ông nội. Ông nội của em, không phải ông nội của anh. Nét sau lưng anh ngoại bộn bề, lặng lặng nhẹ như máy bay. Giết môi anh cho gần đi, đừng giấu em tâm vỡ đời lại. Có anh bên em bình yên, ngoài kia bao cung hoa dịu dàng. Bà ấm ba. Có vừa không? Á, có vừa không? Đi đêm khúc ấy. Bốn chữ thôi. Nha. Ok, ok. Bác mở cái tai nghe đi. Lát mình từ cái sâu chữ nhân là nhờ các bạn cái vô đó là phải đổi clip một tí cho nó khác đi thì nó mới hấp dẫn được. Chứ còn thời gian lúc đấy mọi người chỉ ngắt đi xong rồi mọi người vào tiếp thôi, nghe nó hơi xịt. Đúng rồi, để làm dặn. Có anh bên em bình yên, ngoài kia bao cũng hoa dịu dàng và ấm áp. Cùng anh, cùng anh, cùng cùng anh, cùng anh, cùng anh, cùng anh, cùng anh, cùng anh. Cho Helio Ben và Kiều Loan. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em đã đến với chương trình tối ngày hôm nay. Và bây giờ là các nghệ sĩ của chương trình. Hành trình rực rỡ xin mời. Hành trình rực rỡ xin mời. Etty Sơn Hạnh, Lê Huỳnh Thủy Ngân, Khả Như, Bích Phương, Lê Kiếp, Lê Dương Bảo Lâm và Ai Gia. Vỗ tay thanh nhạc đi ạ. Quý vị ơi, vui chưa ạ? Nóng chưa ạ? Hot chưa ạ? Quý vị ơi, Đà Nẵng ơi, Đà Nẵng là số 1, thành phố đáng sống nhất đó chính là Đà Nẵng. Và đêm nay là đêm của chúng tôi, chương trình Hành Trình Rực Rỡ đã có mặt tại thành phố Đà Nẵng rồi. Quá trời quá đất.
Bây giờ như đã nói, chúng ta sẽ có hai tiết mục. Và quý vị đêm nay sẽ có một đặc quyền nữa. Đó chính là quý vị sẽ là người chấm điểm cho hai tiết mục sắp xảy ra trên sân khấu. Tiêu chí chấm điểm như sau: thích thì chấm, thương thì chấm, thấy vui thì chấm, hát hay thì chấm. Nói chung muốn chấm sao chấm, muốn chấm sao chấm. Đội nào được chấm điểm bởi tràng vỗ tay của khán giả nhiều hơn, đội đó đoạt được điểm rực rỡ của chương trình Hành Trình Rực Rỡ. Đã ai từng làm giám khảo của một chương trình ca nhạc chưa ạ? Đêm nay là lần đầu tiên trong đời luôn. Chúng ta sẽ có hai nhóm. Bên phải của chúng tôi là nhóm Bồ Tứ Rực Rỡ sẽ kết hợp với ban nhạc Helio Center. Và bên mình Tứ Linh Hội Tụ, Tứ Linh Hội Tụ, Tứ Linh Hội Tụ Long Lân Quy Phục sẽ kết hợp với ban nhạc Ban Nhạc Gốc Me. Ban Nhạc Gốc Me. Đó là Mộc Ben. Mộc Ben. Ủa sao nghe Gốc Me? Các bạn sẽ trình diễn sau, chúng tôi sẽ trình diễn trước. Mời các bạn xuống dưới ngồi. Wow. Xin chào quý vị đến với chương trình ca nhạc hội của Hành Trình Rực Rỡ buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý vị một ban nhạc được thành lập chỉ cách đây 1 giờ và 30 phút. Xin giới thiệu vocal chính của chương trình, ca sĩ Bích Phương. Xin giới thiệu whistle chính của buổi tối hôm nay, ca sĩ Lệch Diệp Thúy Ngân. Ca sĩ hả? Người mà dám dám quá vậy? Keyboard của chương trình buổi tối ngày hôm nay đó là ST Sơn Thạch. Còn tôi là tay trống đụng đau đập đó buổi tối ngày hôm nay. Mời vỗ tay nào Việt. Hay quá. Cố lên. Cố lên. Không nha, không nha. Hồi hộp quá à, đòi bạn hát mình hồi hộp quá. Ok, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Cùng anh bắn quân bao đạn riêng, cùng anh đến đất Nam Quán Đường. Cùng anh bắn quân bao đạn riêng, cùng anh đến đất Nam Quán Đường. Phiêu lãng như ánh mặt trời, xanh ngát như giấc mơ tan. Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi. Tháng năm dài, mình có đôi. Dù là ngày mưa xanh ngời, vẫn mong cùng người bước qua. Ha, nắm tay em chặt hơn đi, để chẳng làm mất nhau. Sao mai về đâu? Nép sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xiết môi em chặt hơn đi, để những dấu yêu ta không nhạt phai. Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hóa dịu dàng và ấm. Muôn trùng khơi, cùng anh lớn lên muôn trùng khơi, cùng anh đi tận cùng chân trời, ôm ấp những giấc mơ dài, đi tới khắp chốn xa xôi. Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi. Tháng năm dài, mình có đôi. Dù là ngày mưa hay nắng
biết nhau rồi mai về đâu. Nếp sau lưng anh mọi bước về, mọi lo lắng nhẹ như máy bay. Xiết môi em chặt hơn đi, để những dấu yêu ta không nhạt phai. Cùng mày Chúc nhạc từ miền Tây ngân nga câu hò điều lý, anh sống lắm thì em thường nghĩ, nhưng không ngờ em là người có tính. Ông nội em là người có tính. Lại Chủ nhân. Hey. Yeah. Chưa kịp thuộc luôn. Anh dò quá trời. Từ miền Tây ngân nga câu hò điều lý, anh sống đến thiệt ba em vừa lòng mẹ em vừa ý. Từ miền Tây ngân nga câu hò điều lý, anh sống đến thiệt ba em vừa lòng mẹ em vừa ý. Ông nội em là người có tính, lại thích ngà ngà anh chẳng thể hạ anh sang làm tí. Em xin nội chú đi cùng em, anh sẽ giết con em thật chặt. Đóng hạnh phúc cho ông nội xem, cuộc sống khóc con hồng lu bu. Sẽ không còn những điều bỡ ngỡ, ông nội cho em cũng đã lỡ. Qua sân năm để có thằng cu. Nắm tay anh chặt hơn đi, để trong lòng bất nhau không mai về đâu. Nét sau lưng anh mọi bụng bề, mọi lo lắng. Push it, idiot! Anh sống nước thiệt, ba em vừa lòng, mẹ em vừa ý. Ông nội em là người khó tính, lại thích ngà ngà. Anh chẳng nề hà nên sang làm tí. Chỉ xin nội cho đi cùng em, anh sẽ siết môi em thật chặt. Sống hạnh phúc cho ông nội xem. Cuộc sống không còn lu bu, sẽ không còn những điều bỡ ngỡ. Nội không cho em cũng đã lỡ, qua sang năm đẻ một thằng cu. Yeah. Nội ơi, ông nội ơi, ông nội ơi. Trời, nó bẻ cây của chương trình luôn. Quá trời quá đất. Thưa quý vị, có thể không hay nhưng mà làm chương trình nóng lên chưa ạ? Vỗ tay nồng nhiệt được không ạ? Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thế giới, chúng ta xếp hàng chào cái nào. 1, 2, 3, chào. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ là đội hình thứ hai, xin mời. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Dạ. Thưa quý vị, và bây giờ nhóm Long Lân Quy Phụng Tứ Linh Hội Tụ sẽ có một tiết mục ca múa nhạc tạp kỹ. Dạ. Phục vụ mọi người tối hôm nay, mọi người có thể cho chúng tôi chảo tay thật lớn được không ạ? Dạ vâng. Rồi bây giờ xin mời các bạn hãy đếm 3, 2, 1 để tiết mục chúng tôi được bắt đầu nha. Và nhóm chúng tôi là nhóm gì ạ?
Tử Linh. Hải Tử. 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 3, 2, 1 bắt đầu. Chiêu trò quá. Long ơi. Long ơi. Quý ơi. Phụng ơi. Phụng ơi. Trời ơi. Mình wow. đã đến nơi rồi. Chúng ta đã có mặt tại Đà Nẵng. Yeah. Ê, trời ơi. Thích quá à. Bây giờ cái cảm giác của mình là mình muốn đi chơi đúng không ạ? Đi chơi đúng đi, rồi, đi, phải đi, đi chơi thôi. Thôi nhưng mà không đi được đâu. Tại đi bộ mỏi chân lắm. Tại đi bộ mỏi chân lắm. Đi bộ mỏi chân à? Đúng rồi. Sao à, sao à? Em chở. Không cần luôn. Không cần, bởi vì nhóm tụi tôi là nhóm Tử Linh Hội Tụ. Cho nên cái gì tôi cũng làm được hết. Và bây giờ chúng ta cùng lên xe và lên xe. Đi chơi. Đi thôi. À, em kêu quý vị. Wow. À, nhìn kìa, cầu rồng kìa. Tinh quá. Ê, bà con. Ê, ôi, sông Hàn kìa. Ê, bà Nà Hiêu. Ê, Helios sẽ cho tới rồi. Helios sẽ cho tới rồi. Wow. Mọi người đông vui quá. Wow, tới rồi, tới rồi. Và bây giờ xin mời mọi người hãy cùng đến với ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi. Tôi vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tình nay. Lâu nay tôi vẫn sống bên lát ta thì đi, người đi qua nhau chẳng một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, xách ba lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những
Mệt hả? Hơi mệt hả? Mệt quá. Mệt chưa? Mệt chưa? Mọi người mệt chưa? Mọi người mệt chưa? Mệt chưa? Bây giờ vậy thì sao ạ? Kìa trong xa đằng xa xa ba muốn ông. Vỗ tay đâu mà? Vỗ tay trong nhà đâu mà? Phía sau thế nào? Vỗ tay trong nhà đâu nào? Vỗ tay nhà. Vỗ tay trong nhà đi nào. Tôi vẫn sống với phố xa đông vui, tiếng xe thay tiếng nói. Nói sao ạ? Hành trên đất đó tự hào Việt Nam. Đừng bẻ bông của công viên. Đừng bẻ bông công viên. Hay không ạ? Hay thì tại sao vỗ tay nhỏ thế? Chưa có nghe nữa. Vẫn còn nhỏ lắm. Quá nồng nhiệt. Hãy lê dùm lên. Giống con rồng phun lửa không? Trời ơi. Trời ơi, cầu rồng mới mốt mà gọi là cúp điện hay đó là có em ra phun. Cầu rồng có cúp điện không anh? Có không? Là cuối tuần mà trời rồng mệt là tới em ra. Nhiều khi rồng mệt chứ phun quanh năm cũng mệt chứ. Em ơi em, cầu rồng á là người ta phun lửa trên cái cầu rồng à. Còn em á bên góc bên hông hàng xóm á, ngay cái hẻm nhỏ nhỏ kế bên á, em đứng đó em phun giùm chị nha. Thì đó em rồng con cũng được chị. Thì đúng anh. Dạ mấy khách đi lộn giờ phun lửa. Trời ơi. Cành nó kéo vô hẻm phun cho khách coi thôi. Cành nó kéo vô hẻm phun cho khách coi thôi. Thưa quý vị thân mến, sau 2 tiết mục, mọi người đã hài lòng và có thể về nhà được chưa ạ? Có về nhà chưa? Làm sao về được khi chúng tôi còn ở đây? Đúng vậy, như đã hứa, chúng ta sẽ đến sáng luôn. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mời chấm điểm. Sẵn sàng chấm điểm chưa? Bên phải là đội biểu diễn đầu tiên. Nếu quý vị chọn, xin mời vỗ tay. Xin cảm ơn. Bên trái là đội biểu diễn sau, mời vỗ tay. Nói gì nữa, kết quả rõ ràng rồi. Đội chiến thắng là đội Long Lân Quy Phục Tứ Linh Hội Tụ. Nhưng một tràng pháo tay dành riêng cho Lê Dương Bảo Lâm. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Không có tình thương nào lớn lao hơn tình thương của quý vị. Xin cúi đầu cảm ơn. Thưa quý vị, đây là chương trình Hành Trình Rực Rỡ Tự Hào Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng giang đời.
khay vi phong càng ăn càng dính. Mì khay vi phong càng ăn càng dính. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành một đêm diễn gọi là cực cháy. Và cái cháy nhất không phải là chúng ta mà đó chính là khán giả. Khán giả phải đỉnh. Chưa bao giờ mà diễn ở đâu mà anh luôn tự tin ở quê hương mình. Khán giả trời ơi nồng nhiệt mà yêu thương mà tử tế lắm. À dễ thương mà kiểu mọi người cũng lịch sự ấy, mọi người không. Ủa trời. Mọi người rất là lịch sự. Thành phố lớn mà. Vâng. Này có một bạn rất là dễ thương là cầm cái điện thoại này, cái mỗi người nghệ sĩ của bạn giơ tay là mình xin đập á. Có, anh có thế bạn, anh cũng đập tay với bạn. Dễ thương. ST thấy sao ạ? Khách mời thấy sao ạ? ST đến Đà Nẵng rất nhiều rồi. Lần nào thì diễn cũng khán giả Đà Nẵng cũng rất là nhiệt huyết, nhưng mà lần này thì cảm thấy là chưa có ăn được hết tất cả những cái món đặc sản của Đà Nẵng mà hồi nãy mình ngồi trên xe mình cứ nói về những cái món ăn đó, ST cảm thấy hơi tiếc thèm. Rồi. Hơi thèm. Thèm đó. Chúng tôi đang hỏi khán giả đang hỏi về cái bụng bao tử của bạn ạ. Cả Như thấy sao ạ? Em luôn rất là thích những cái buổi mà những cái đêm nhạc như thế này. Nó không phải là một cái chương trình thật sự quá lớn để cho mọi người phải mua vé. Em thích phục vụ bà con như vậy và nhìn thấy được người ta thương mình á. Nhìn thấy là mình lại có thêm cái động lực để mà mình có mệt đi chăng nữa thì mình cũng sẽ ráng để mà mang lại cho người ta cái năng lượng cũng như là cái niềm vui. Em cảm thấy rất là thích. Wow, thật sâu sắc, mình cho phát tay Cả Như ạ. Năng lượng mà sao trả lời yếu xìu vậy? Tại vì tụt máu. Có nhiều người nghĩ là như này là không tốn tiền và không tốn vé thì người ta sẽ đi xem đông, không có đâu. Tất nhiên sẽ xem đông đúng không ạ? Mọi không người có sẽ nghĩ vậy không? Ý là mọi người hay nghĩ vậy. Tại vì anh đã từng chứng kiến rất nhiều luôn và anh cũng đã từng trải nghiệm như vậy. Với lại nó có một điều nữa nè. Có nhiều nghĩ rằng là mình sẽ làm nhiều sản phẩm gọi là không tốn tiền trên mạng xã hội á. Thì cũng sẽ có nhiều người xem nha. Không có. Tới với khán giả bây giờ mà không chỉnh chu, không tử tế là không bao giờ họ xem. Tại vì cuộc sống bây giờ người ta cần những điều tử tế hơn là những điều tiêu cực. Cho nên là mình làm một đêm diễn của mình, nói thật luôn, mình không dám nói mình hay. Mình cũng chả có gì hay. Nhưng mình làm đổ mồ hôi sôi nước mắt. Rồi cũng tập giờ. Mình làm bằng cả mạng sống của Lâm. Nói như vậy. Em hay nói rồi. Ơi. Đúng rồi, lần này. Đấy, em hát cũng bằng cả tính mạng. Thì đúng rồi. Thật sự. Cho nên mình làm bằng trái tim thì nó đến trái tim, như anh hay thường nói, làm chân thành thì, mà chân thành thì không giả được. Mà khán giả thì quá tuyệt vời, mình làm họ chứ trời, khán giả bây giờ có gì không biết, họ hiểu được mình đang làm gì hết. Các anh chị trên xe thân mến, cứ mấy anh quay phim thân mến luôn, thực ra là khán giả cũng yêu thương mình vời vợi đó chứ không phải là ít đâu. Dạ yeah. Tại vì anh em mình cũng chưa có nhiều cái tốt, chưa có giỏi hơn nên mình sẽ cố gắng giỏi hơn, và khán giả nhìn thấy sự tiến bộ của mình mỗi ngày thì họ sẽ yêu thương mình nhiều. Nhưng mà hôm nay em muốn gửi một lời cảm ơn đến chị Như, bởi vì chị đã hát rất tốt, thật sự luôn. Chị hát quá đỉnh. Ủa cậu nói vậy, giống như là Phương bên tôi hát không tốt vậy? Ủa với cô ca sĩ mà sao so sánh vậy em? Quên, trời anh lỗi. Nhớ em có một ca sĩ Isaac nhưng mà lại đi đánh đờn. Ủa thì tôi phải nhường đất cho mọi người, chứ giờ tôi hát là chị bình thường. Bắt buộc bà, đúng không? Chị Như hát hay quá. Quá hay. Tôi diễn hơi hợp quá trời. Không. Hãy tôi diễn không có diễn chưa. Tôi là không hay tôi. Không, Lê Dương bảo Lâm múa lửa tuyệt vời và bạn Negiva cũng đọc rap thật cháy. Thật cháy. Tôi muốn tôn vinh người mà từ đầu mùa đến giờ thật ra là chúng ta đều biết là cố gắng rất là nhiều, kèm luôn cả sự hy sinh nữa. Đó chứ là Lê Dương Bảo Lâm. Hỏi tay cho Lê Dương Bảo Lâm đi ạ. Sẵn còn sẵn nhau. Phun lửa rất luôn lăn xả cho mọi trường hợp. Chuẩn bị trước, nãy là lấy cái móc cắt ra. Phải đi mua rồi hả? Xong rồi mua bông đòn. Lửa cháy. Rồi đó, rồi chỉ, rồi quấn lửa. Mà lúc mà tập á là chỉ tập đơn giản tập thôi. Cũng chưa nghĩ ra cái gì. Xong tập chút cái nghĩ ra chuyện bạn đọc rap. Rồi xe đạp. Rồi xong rồi dàn cảnh tiểu phẩm. Trời ơi. Quá đỉnh. Không nha, Negip là phải bái anh Giang làm sư phụ rồi nha. Anh biết cái một tí. Anh Giang ngoan luôn. Rồi mai mốt chương trình chiếu đi, hãy coi cái lúc tôi tập. Nếu như nói cảm ơn thì phải cảm ơn hả những người trong team tôi. Một diễn viên Hà mà đi biết rap rất đỉnh nè. Một ca sĩ hát một bài mới, ca sĩ mà để hát bài người khác không rất là khó. Đúng, mỗi người đóng góp một phần vào tiết mục. Bích Phương á vừa cất câu đầu tiên là nổi da gà nha, quá hay. Nếu như nó thổi một cái hồn mới về bài hát vậy đó. Rồi cái người xuất sắc nữa lấy không? Đó chính là cái màn tung hứng của ST với Thúy Ngân. Xuất sắc nha. Ôi em sợ lắm chứ bộ, em đâu có khiếu năng khiếu nhảy đâu. Em mà không có cái đó là tôi nói em nhục nhã luôn. Trời ơi, hát quá.
một chết luôn em. Mọi người là phải nghĩ là ai cũng phải duyên dáng, nhưng mà thật sự nha, ở trong một cái team á, giống như cả ngay cả nhóm nhạc đi thì cũng sẽ có hả main vocal, main dancer, rồi leader, rồi visual. Anh Giang giới thiệu em là visual. Em nghĩ rằng là Ngưng là visual của cái team này. Đúng rồi. Mà chị Phương gì nè, lúc tập là chị Phương nói, Ngưng đừng có hát lớn là chị bị lạc nhịp. Chị không hát được nên em chị hát hơi gió. Ở dưới kia em hát lớn lên. Anh nghe single mà hả, y chang nha single mà mặt trật tới trật lui, mà sắm tuồng cho cố cái đầu rồi ra là điểm nhấn liền. Thật sự nha. Ngâm chắc đột phá lắm, nó hát thật hay. Ta làm bới cái đầu cho giữ vô, đánh môi bới tóc vừa làm quần làm áo giữ lên cẩm piro xa tám nước gì nè. Nói chung vậy là có cố gắng rồi. Vâng, kêu nó anh bỏ đây làm gì em tuyệt vời. Spa onsen, trời ơi, của spa onsen. Onsen luôn hả? On mình được đi tắm không? Trời ơi, giờ này mà onsen đâu ra? Spa and onsen. Mọi mình chỉ được ngủ giấc thôi. Giờ này chỉ có onsen thôi. Chuẩn, chỗ này đẹp quá ha. Em cũng mới ra đây mà em không biết. Ủa như là bình thường là mọi người hay ở những cái nhà chung như vậy đó hả? Đúng rồi. Bọn em toàn được ở sang trọng như này thôi. Trời ơi, sướng quá. Đây, căn này tên là Iris. Iris. Căn kia là hostel. Iris fan. Thơm mùi rồi, chanh rồi, xả. Chanh xả, do là nghiêu hấp xả đó, chân đề đòn đòn đảo. Mùi chanh xả, mùi xả cam. Mùi ủa vậy cam. Hả? Ngép xả. Mùi này là cam xả. Mùi cam. Mùi cam trời nha. Ơi, trời ơi. Ở đây được có xả hả cả nhà? Ủa gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ủa mà cái này là cái gì? Ủa cái gì vậy? Thấy thôi. Cái gì vậy? Cái tay bóp rõ ràng à. Lê Dương Bảo Lâm. Em tạo điểm nhấn. Em tạo cú tuyết. Hôm nay chúng ta đã kết thúc ngày đầu tiên ở Đà Nẵng. Và bây giờ sẽ là khoảng thời gian dành cho mọi người. Các bạn sẽ có một bữa ăn khuya đi kèm với thử thách thú vị. Tuy nhiên, trước tiên thì xin mời mọi người hãy thay trang phục để thoải mái hơn nhé. Ok. Đấy nhời. Wow. Đi sẽ là vậy. Tăng, ôi chi xảy ra vậy? Tăng, bất ngờ quá. Thử thách ăn khuya này có tên là ăn nhẹ, nói khẽ, người duyên. Các thành viên trong cùng một đội thì sẽ phân chia mỗi người thực hiện một công đoạn trong việc ăn mì. Một người sẽ xé gói mì này, một người xé gói gia vị, một người chế nước sôi và người cuối cùng thì sẽ ăn mì trong vòng 1 phút. Khó nha. Nguy hiểm nha. Nguy hiểm nha. Tất cả các công đoạn sẽ phải làm thật là duyên dáng, không gây ra tiếng ồn quá 60 decibel. Ai mà gây ra tiếng ồn vượt quá 60 decibel thì sẽ phải nhận hình phạt búa hơi từ đội đối thủ. Wow, ok. Ôi, tôi xin làm công đoạn thứ hai. Em ăn mì không nghe tiếng được. Em sẽ có mì cho. Rồi, đợi đợi chơi trước. Sushi. Sushi. Rồi đại diện. Anh với em làm sushi, quánh sushi. Quánh sushi. Ra gì? Em ra cái kéo. 1 2 3. Anh hả? 2 3. Anh hả? Bao nhiêu năm rồi anh Giang à? Anh hả? Anh hơi lục nghề rồi. Anh tức lắm à anh Giang. Chạy trước hay sao? Em thì sao? Ok, mình trước. Vô. Vô. Rồi, 3, 2, 1, im lặng. Cái người đánh tôi vậy? Xé, từ mà xé nó rạc cho nó keo nó rung. Nhưng mà tại vì em nghĩ là nếu như em cứ cố em nhẹ xong rồi nó em phải xé mãi. Đúng mãi rồi, cũng xé xong. Nên là một lần. Nên em thật cổ. Chứ làm liều. Ai quấn em dữ vậy? Em có thù hằn gì với ai? Không biết, đánh đại không biết. Cô cháu đâu?
Có máy hết, em yên tâm. Ủa em kéo ra thôi mà em cũng để người ta quánh đào anh vậy hả? Không mà em kéo men nhẹ, anh có thấy nhẹ. Không thể số 6 nữa. Silent. Thời gian chứ cái gì mà đánh liên hoài. Ở nhà em hình như là người ta nấu mì cho em ăn không, em không tự nấu đúng không? Em có giờ nấu mà có máy đo tiếng ồn đâu. Em cô gái ồn nào. Rồi silent. Chị đi quýnh chị cố luôn. Cố hết luôn, xé luôn. Tại vì con bàn ra. Đố lố lẹ đi. Xé ra. Nói gì? What? Để bắt đầu. 3, 2, 1, xe lịch. Ê mọi người. Trời ơi. Làm lỡ là bị đánh nhau đúng rồi. 3, 2, 1, xe lịch. Thôi tôi mệt quá. Dạ. Có ai kêu cái mẹ. Lợi cái chân em lỡ đụng như cái bài. Đồng đội của anh. Tiếng nó nhỏ mà anh. Nhỏ mà lên 6 bây giờ máy nó bắt rồi anh phải làm sao đây? Mà đụng cái bàn, cái bàn đụng cái chân đây này bà ơi. Đây nè, chứ tôi vuốt này không có gì tôi bị đánh. Tự nhiên quýnh tôi. Sai lên. Tưởng kêu đánh. Rồi, im lặng. Vô rồi, đánh đi. Khai chân. Khai chân rồi đó. Đánh nhầm rồi. Vô. Thấy chung chơi điện này không? Vô nghe. Trời ơi. Rồi, kiếm sai lầm đi. Đừng nói trước. Nói trước bữa hôm qua nha. Đâm. Anh không được làm cho người khác buồn cười như thế. Tôi làm gì kệ tôi, ai đừng có bất cứ. Đừng có dòm người ta. Nhưng mà mình thẳng chiếu tướng em. Hãy
Ngon ngon hả Ti? Ngon. Cái sợi mì nó dai hơn cái sợi mì bình thường. Mà nó, cái này là hoàng thánh đó, hôm nay nó hoàng thánh đúng không? Mà anh xem thấy hoàng thánh mà. Có miếng thịt nữa. Nhiều không? Nhiều luôn. Nó có một cái gói thịt riêng rồi nãy anh xé đó, anh bóp ra đó. Nhưng mà ăn nhiều lắm nè, mọi người có thể thấy nè. Thịt đó ta làm chín rồi, mình chỉ đổ nước vô là ăn thôi. Rồi, hay quá, chào tay. Đúng rồi, vừa tới gia vị. Ồ, đúng rồi. Vừa tới gia vị. Ồ, đúng rồi. Ờ, hay nha, chiêu này cũng được nha. Ủa? Đừng đánh tiền mình luôn. Rồi, sẵn sàng chưa? Keep silent. Cứu tôi chị ơi, cứu mà chị. Dừng lại, dừng lại. Silent. Có không? Có. Dừng lại. Trời ơi, hai ba silent. Người cuối cùng. Trời mày. Hết giờ. Yêu mi hơn là đội của mình. Không phải, nhưng mà tại vì không, em không phải là em muốn thua mà em cố ý thua. Tại sao vậy? Tại vì cái tô mì này rất là ngon, em muốn đồng đội của em ăn. Tại vì giờ này cũng trễ lắm rồi, mọi người ăn miếng rồi ngủ. Ngon lắm. Ngon là tại cái sợi mì của nó, cái sợi mì của nó là tươi nè, mà nó dai dai, rồi nó dẻo nữa. Ngon quá. Thôi bây giờ mình làm ngừng tô đi. Trước khi mọi người đi ăn mì thì chúng tôi có một thông báo quan trọng. Ở chặng hành trình Đà Nẵng Hội An này, trong số các bạn có một người bí ẩn đang thực hiện nhiệm vụ của riêng mình. Người bí ẩn hiện đang có mặt ở đây. Người bí ẩn hiện đang có mặt ở đây. Ồ, có nhân vật X. Nhân vật X. Mà đi làm gì, rồi đi làm gì? Chúng tôi xin được thông báo là khi kết thúc hành trình, nếu các bạn mà tìm ra được người bí ẩn thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu rực rỡ. Ồ. Và ngược lại, nếu các bạn không tìm ra thì chỉ có duy nhất người bí ẩn sẽ nhận được huy hiệu rực rỡ ở chặng này. Đã có cái nhiệm vụ này như vậy chưa? Chưa, lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên nghe nha. Sẽ là một cái người nào đó rất là đậu tàu. Có thể là anh Giang. Mấy người mà nói nhiều quá là coi chừng người đó đó, ST. Cứ lạ lạ cái mặt thường thường á. Đúng rồi, tôi nghe đấy. Phải đẩy người này người kia. ST. Em nghĩ nha, với cái tính của ST, khi mà chương trình chỉ cần nói có người bí ẩn, ST sẽ thể hiện là tôi là người bí ẩn. Nhưng không, từ khi mà có thông tin đó là ST là im kiểu lặng. Im lặng rồi bắt đầu đổ cho người này, đổ cho người kia. Không, mà nhiều khi Bích Phương đó nha,
Không, em không như thế đâu. Anh phải lại đi dùng để em làm gì? Sẽ chọn cái người mà cù cù cờ cờ. Đúng rồi, nói chuyện cùng điên. Người ta nói là lù lù giác lù chạy. Đó, tôi nghĩ Bích Phương. Tôi nghĩ là Bích Phương. Bác đừng xấu như thế nhá. Tôi thì tôi chỉ là người gió chiều nào xoay chiều đấy thôi. Ai nghi ngờ người khác thì tôi nghi ngờ chung. Vậy chị Như, chị nín nãy giờ. Chị chứ mày á. Chị lột mặt nạ đi. Ý, nhân. Hồi nãy em nói đây là không. Ôi, có mặt nạ. Sao tự nhiên chị mới chỉ xong qua em liền nha. Nãy vô đây là em nói là em không có mặt nạ. Nhưng mà hiện tại em đang đeo cái mặt nạ. Ồ. Lột ra. Wow. Thì thét ra đi. Đây là em. Là em. Wow. Chúng tôi đã có kết quả. Đây là Lan là một bí ẩn vừa biên tập. Sao dễ vậy? Không phải là tôi là phải làm nghề năng lượng thôi. Cũng không phải là tôi luôn. Chắc chắn không phải là em, không phải là một thằng thờ như em được rồi. Là anh Giang á. Làm vậy không ngủ được luôn, suy nghĩ cả đêm. Tôi quyết định sẽ ngồi đây tới sáng. Vậy em suy nghĩ cả đêm đi, tụi anh đi ngủ. Mì Khay Vi Phong càng ăn càng dính. Mì Khay Vi Phong càng ăn càng dính. Việt Nam sẵn sàng rạng ngời. Một ngày mới, một ngày mới. Em cố vuốt lên rồi nhưng mà bây giờ em không vuốt lên nữa. Chết rồi, cái giọng như vậy. Giang Phương đây này, sao em? Phương như nào? Biết Phương. Đó. Biết. Cái này tôi ghi Biết Phương phải không? Biết Phương. Biết Phương. Đố mọi người sáng nay mình sẽ đi đâu á? Ý cầu rồng kìa. Mình đi cầu rồng. Đi cầu rồng. Đi ngang qua cầu rồng trước. Em nghĩ đâu đó cũng là một cái đặc điểm nổi tiếng em ở đây. Địa điểm chứ. Sao? Em biết chắc chắn cái chỗ đến luôn. Đi đâu? Đâu à? Chính là gián điệp rồi. Tại sao lại có các đúng vậy. Đi đâu? Đâu à? Chính là gián điệp rồi. Tại sao lại có các đúng vậy. Bạn gì cái là gì người biết. Ủa mà sao cái đoạn đó tự nhiên nói rõ dữ vậy? Cái lúc đây nói trong giọng mình thường chỉ nũng nịu và không nũng nịu luôn đó thôi. Sáng nay mình sẽ đến. Mình sẽ đến cái chỗ quay đó mọi người. Ê rồi đó, thôi anh Giang chẳng nhớ biết mình làm gì luôn đó. Xe có vẻ đang đi chậm lại đó mọi người. Vậy chắc dừng ở đây rồi đó. Nói hai cái mọi người không tin. Tôi thấy thuyền thúng. Thấy rồi, bên phải kìa, bên phải kìa. Chơi thuyền thúng. Hello. Trời ơi. Xin chào. Mọi người đang có mặt tại bãi biển Mân Thái. Chúng ta sẽ đến với một thử thách có tên Ai là người mạnh nhất? Ai là người mạnh nhất? Câu trả lời này khỏi chơi nó đi. Ai trả lời? Cho tao lên. Chào giải. Ôi trời ơi. Cho tao lên chào giải luôn thôi rồi đi về. Thì em đuôi. Thì em đuôi. Chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi boxing bãi biển. Trời ơi. Lật úp. Trời ơi. Các võ sĩ khi tham gia vào trận đấu sẽ đeo găng tay boxing. Khi có hiệu lệnh bắt đầu, hai đội có nhiệm vụ tranh giành nhau để cầm một con hải sản ở trên tay. Sau khi kết thúc hiệp đấu, người nào vẫn còn giữ được hải sản ở trong tay sẽ là người chiến thắng. Chúng ta sẽ đấu 3 lượt tổng cộng. 2 lượt đầu là 1 đấu 1 và lượt cuối cùng là 2 đấu 2. Nhưng mà nó cũng giống với con hứa. Con sò đỏ, con chim chíp mà giống con chim chíp gọi là gì? Em thử nè. Ôi chết chua, nó chết rồi đúng không? Không, mà thử đi, cỡ cái mùi hay lắm.
bây giờ cặp đầu tiên là ai nè, bên đó cử ai để tôi biết tôi cử đội bên tôi. Đầu tiên sáng sớm năng lượng là em cử Lê Dương Bảo Lộc. Trời ơi, trước nào cũng đùa tôi vậy. Bên kia là ai ạ? Thì chắc chắn phải là Thúy Ngân rồi. Trời ơi. Không, con trai mà. Đúng rồi, em muốn ST. Đúng vậy. Lê Dương ST. Ok. Em muốn ST. Tôi yêu cầu người đàn ông tím nhất cái bãi biển này. Yeah. À, đấu với lại ST. Phạm Lưu Tuấn Tài. Trời ơi. Chị em rồi. Có đồng ký không? Đồng ý không? Dù gì cũng từng nhóm nhạc mà tại sao lại phải gọi là diệt nhau tới cùng vậy? Ở với em 10 năm rồi mà không biết em như thế nào. Thiệt là cái gì mà anh không biết em? Em nói đi. Bây giờ em thích ăn cái gì? Đấu rồi đấu này. Chứ phải đấu này. Đấu rồi đấu này nè. Chứ phải đấu này. Ừ, sao hai cái con đấu khổ này? Hoài. Rồi. Hiệp đấu của Isaac và ST chuẩn bị bắt đầu. Lần đầu tiên thấy hai chàng trai đẹp trai quýnh nhau. Mời cô cha tôi tiếp chuột ra chay. Cha tôi tiếp chuột ra chay. Đem quần áo vô. Cô. Wow. Bình thường còn mấy cô bikini đẹp đẹp mà. Đúng rồi. Ủa bình thường mấy cái cô đi như vậy là đẹp mà. Trời ơi! Tanh quá! Tanh quá! Cảm ơn cô cha nút thằng ở chai. Trời ơi! Hết giờ được không? Cái gì nó cũng làm được hết trơn. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! 2 phút bắt đầu. Go! Cố lên Isaac ơi! Cố lên Isaac ơi! Ê cái gì vậy? Ủa sao giống massage vậy? Sướng. Em rã cơ. Phê có dấu hiệu chống cự. Phải. Ủa chơi kẹo cổ. Anh ơi, nếu không ổn anh đưa cô na chút 3 cô đắc vô nha. Em đấm lên cái này liền. Thật sự luôn, tôi mời cho mời cô na sút bánh na đắc. Ủa? Hay quá vậy. Sao lấy được hay vậy? Vô đây. Wow, đắm nhau kìa. Đắm vô bao tầng rất là. Đây đừng lên đá. Ý là, mạnh lên coi. Đúng rồi. Mạnh lên. Trời ơi. Ý. Chết rồi, tôi sợ quá. Không lấy vô mặt. Vậy em nữa vô mặt. Cô nạp ba tên đắc không? Dừng lại. Lại một tên khác nữa rồi. Đánh ra. Ôi ơi, làm anh nói tiên như là một con khô. Rồi. Tiếp lâu. Vô. Hey. Hey. Anh biết Mai Tây Sinh cái nồi phiêu không? Anh cắn nửa tay này sắc cho em. Ở cái này mình nhảy rồi anh em ơi. Au. Ấy da. Đau. Đau quá. Hay. Có lỗi với thầy cô. Trời ơi cái gì tôi sợ đâu rồi, em không thấy. Đúng ai rồi, cần có sợ hết như vậy đó. Chết rồi. Trời ơi bỏ lại à. Ốc Isaac đâu?
Bây giờ con ốc ai giữ? Mời cha rác thuộc đàn trai lấy con ốc về. Ai giữ? Isaac thắng. Yeah. Lượt tiếp theo. Mời bước ra. Lượt tiếp theo. Cho thí sinh đi mà còn được không mà hỏi cái ôm nhau hôn nhau đến tay là sao trời quần... chăm sóc em đi, chăm sóc em đi, chăm sóc em đi. Ủa gì vậy? Gia đình đây chữ gia đình đâu rồi? Gia đình. Hey, cố lên. Đúng rồi, vô đi. Ê, ghê quá, ghê quá. Rồi, vô đây đi. Vô. Vô. Ê, chui thôi. Thank you. Vô góc, vô góc. Bên này à? Rồi, cái này bắt gió nè. Sao mà dữ chả quá. Nước. Được rồi, anh ơi, được rồi. Em thoải mái rồi. Cái gì vậy? Trời ơi, thoải mái rồi. Trời, tôi chưa kịp lắm. Cậu tôi chưa kịp lắm. Dạ, tôi nói chuyện không định mà quánh ok lắm. Chị ơi, mở mắt lên mới hay được đối thủ. Ok. Chị ơi, mở mắt lên mới hay được đối thủ. Nặng quá. Vừa vô đánh mà dập phổi rồi. Wow. Yo. Ủa, đi luôn hả? Rồi, con ốc của đây là gì? Ui cà, lỗ tai. Thiệt luôn hả? Không ra. Trời, nhỏ quá vậy. Ê, làm sao cầm được ta? Hiệp đấu 2 phút bắt đầu. Một phát ngang ngay chị Vương. Vô đây, chị vô đây. Khó lắm, còn khó lấy lắm. Chị Phương. Đánh cắt, đánh cắt Phương. Rồi, chụp một lần kìa. Rồi, chụp một lần kìa. Ủa rồi, chết rồi. Vô đây. Nhanh Phương. Vô đây. Nhanh Phương. Trời ơi. Đừng để nó đổ. Cố lên đừng ghép. Chị em hả? Không có giọng nói. Ấy hai cho đồng đội của tôi đi. Đánh rồi, anh càng tiếng luôn. Chị đang bị mất tiếng ấy thôi, chị nó kẹt. Ở đâu? Má ơi kéo buông luôn. Cho tụi em hồi sức đi. Ủa con ốc đâu rồi? Em tưởng em cầm trong tay mà. Ê, bây giờ mình khoan hồng này nhá. Bây giờ mà mình việc của mình là phải tìm được nó đó. Có được tháo găng tay lắm không hả chị? Không. Trời ơi, báo gì đâu mình mà chỉ được báo. Tìm ở ngoài thôi mọi người. Báo nhi đồng. Ok. Tuổi già sức yếu rồi, chị cần phải giành được con ốc này. Bên kia kìa. Đâu?
ta. Trời ơi, bị vũ ghê. Xuống tầm kìa. Ở dưới cái mặt kìa. Anh gì có, tao là đâu? Cá. Tao là cá thôi. Không có. Cái móng à. Ai đang giữ? Có không? Có. Trời ơi. Quá khờ khạo rồi. Khạo chán đi. Dạ quá, ở đây đồng đội ơi. Dạ quá, dạ quá. Dạ quá, ở đây đồng đội ơi. Dạ quá, dạ quá. Việt Nam sẵn sàng giang ngờ. Mì khay vi phong càng ăn càng dính. Mì khay vi phong càng ăn càng dính. Việt Nam sẵn sàng giang ngờ. Và bây giờ sẽ đến với vòng thi đấu đặc biệt. Vòng thi đấu 2-2 giữa hai tuyển thủ. Hai tuyển thủ. Mỗi tuyển thủ. Mình đã bị đánh rồi. Trời ơi. Nếu mà cảm thấy không ổn, ai đưa em lên cái hiện thống đẩy em ra biển giùm em nha. Chứ em là em sợ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cô Parastanami Pipu để biết xem món mà chúng ta lựa chọn mục tiêu là gì. Xin mời cô. Ống gì cô nói luôn đi cô ơi. Gì vậy? Bớt xoay coi. Ống gì cô nói luôn đi cô ơi. Gì vậy? Bớt xoay coi. Đây là con gì đó. Mới bên này, mới bên này coi. Bên này. Đây là con gì đó. Mới bên này, mới bên này coi. Bên này. Đây là con ốc mơ. Là đề bài của hai đội ngày hôm nay. Ai giữ được con ốc này, người đấy sẽ là người chiến thắng. Vô. 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 Thì đâu em muốn hai đội phải thể hiện sức mạnh. Thấy chưa? Vô chị. Đo găng nè, đo găng nè. Đo găng nè, đo găng nè. Nè, 2, 3. Ôi. Em muốn chị hạ gục con người này. Giật đi chị, đá đá đi. Đi. Không làm được đâu. Đi lên. Đi mà đi. Em là con ngựa. Làm gì vậy? Xong lên. Ok. Đây để. Được chưa? Trời ơi. Vô. Bước đi. Vô. Trời ơi. Nó lấy được con ốc rồi. Lại nhớ. Anh đã chơi đồng đội của anh lâu rồi. Em thôi. Em lại nha. Em mất đi. Em phải chỗ lại. Rồi. Trời ơi Vô. Ủa, đâu? Ngân cảm móc rồi. Ok. Vô đi anh. Móc hàm số 7, Trời ơi, sao bị đập? Đúng rồi em ơi. Rút thế. Để xuống với Như. Móc cái chân anh Giang lại. Ê, đánh vô tay Ngân, rớt ốc xuống á. Đánh vô tay Ngân, rớt ốc xuống lại lại. Đánh cái tay Ngân đi, rớt ốc xuống á. Trời ơi. Anh Giang, quên đi. Anh Giang ơi, lên đi về, lên xuống rồi. Quan trọng hơn đây này. Ôi trời ơi, mùi hoa dập liễu. Ôi trời ơi, mùi hoa dập liễu.
giờ với anh Lâm chắc chết. Trời ơi, hai cái đường 13 làm liều như thế. Ôi trời ơi. Dạ. Trời ơi, tôi chụp cho anh coi. Xoắn hết vào nhau rồi. Anh Đẹp ơi, anh Đẹp, anh Đẹp đến cái mặt của không? Anh Đẹp đến cái mũi của không? Anh làm cái gì tôi? Anh Đẹp đánh bạn em à? Dũng ơi, vô đi chị. Trời ơi, trời ơi. Tất cả đều vô. Dạ rồi. Thằng đấu sao tất cả. Ai còn lại cuối cùng bước ra thành. Còn lại cuối cùng hả? Tức là mình không phải đánh cho người ta thua mà đánh người ta phải bỏ chạy. Hợp lý. Đội nào còn người cuối cùng ở lại đội thắng. Bắt đầu. Chết rồi, chết. Chết rồi, làm sao Bích Phương cho lại Khả Như? Chị Như là quấn dữ lắm. Sao sao? Tấn công bất ngờ đi chị. Số cạnh nào không, chị Như thế chắc lắm á. Chị Như thế chắc lắm. Số nào đánh số đó nha. Dạ thưa anh, số 1 quá mất thời gian. Số 1 về, số 1 về. Đi về đi. Hai lần. Trời ơi. Trời ơi. Hai lần. Trời ơi. Trời ơi, ra bớt. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Hai chị về mà. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Ai? Để đi đây. Tự nhiên sẽ bao vụ thế nào mà làm cái gì? Đúng mạnh quá. Yeah. Độc nhĩ thật. Phương loại. Trời ơi. Mình tự hỏi. Đứa em chơi bạn Lâm loại. Đi đi. Đừng có đợi. Trời ơi. Lâm loại. Trời ơi. Lâm loại. Trời ơi.
áo sức luôn á. Sáng vậy mình chưa kịp hít thở không khí á. Chưa ăn sáng luôn nha anh, em chưa hết drama rồi. Xin chúc mừng ST, Bích Phương, Thúy Ngân và Trường Giang ạ. Yeah. Em đáng lý phải được 10 điểm thực rõ rồi. Đáng 9 em chịu được. Nhưng mà tôi thấy cái đội của tôi cứ hùng hục mà không được cái gì hết trơn á. Đâu, Lâm được một điểm tắt thở. Chúng ta đã kết thúc hành trình tại Đà Nẵng và tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển đến Hội An, nơi sở hữu nét đẹp cổ kính trăm tuổi. Em uống được rồi nè. Tại Hội An sẽ có nhiều thử thách đặc biệt đang chờ các bạn. Xin mời xuất phát đến Hội An. Đây rồi. Bây giờ có được về tắm chưa không hả chị? Em phải chụp hình. Kinh quá. Nóng, ăn mì anh ơi. Chắc là em. Sáng giờ anh chưa ăn sáng đúng không anh? Mì lẩu thái tôm, trời ơi. Đúng ý em luôn, em thích lẩu thái lắm. Có tôm nữa. Ôi trời, nguyên con tôm luôn. Đã vậy trời. Sáng nay chưa ăn sáng. Mọi người sướng, mọi người được ăn trước rồi thôi. Anh em mình ăn cái để mình còn đi qua Hội An nữa anh ơi. Tại sao không ăn à? Tại vì ngủ dậy trễ. Đúng vậy, mệt quá, tối hôm qua mình chơi quá. Anh đâu có nghĩ là chương trình của chúng ta là hao tổn năng lượng như thế này đâu. Nhưng mà bây giờ đã có một gói mì Bi Phong mì lẩu thái tôm. Rất là thơm, chua cay giống y như là hồi xưa đi học ăn vậy. Giờ giống như chuẩn bị giải lao, ăn cái đi vô học tiếp. Thật ra đây là những cái lúc mà mệt là không nói ha. Bình dạ. Thường là em biết anh hay ăn mì ở đâu nhất không? Dạ đâu anh? Trên máy bay. Trên máy bay ha anh. Anh mì hay di chuyển đó, anh hay đi từ hành trình này qua hành trình khác đó, cho nên là những cái mì rất là phù hợp khi mà mình đi xa. Dạ, tại vì nó nhanh, nó gọn, ăn rất là tiện mà đầy đủ dinh dưỡng nữa. Rồi, giờ em mời anh. Nhưng mà hồi nãy anh nói là 2 giờ rưỡi sáng anh mới ngủ thì tự nhiên cái em càng nghi anh là người bí ẩn. Anh làm cái gì bí ẩn mà hôm qua giờ anh cứ nhắc người bí ẩn hoài luôn đúng không? Không có ngủ được. Bây giờ anh khai với em đi, hai anh em mình đi với nhau nhẹ nhàng thôi. Ở đây đâu có ai đâu, có em với anh thôi chứ ai. Là đây là mua chuột. Mì này là để mua chuột hả? Nhưng mà cho em hỏi là có đáng không à? Chắc chắn anh không phải là người bí ẩn. Phải không? Chắc chắn. Nhìn cái bạn anh có đáng tin không? Không. Không. Sao vậy? Em thấy anh giống như là có cái gì đó kỳ kỳ á. Không, anh có nhiều bí. Anh là cái người mà tấm chiếu mới ở trong cái chương trình này, cho nên là chắc chắn là người ta sẽ không giao cho anh một cái nhiệm vụ nào đó, bởi vì anh không có rành hết tất cả các thành viên, đặc biệt là em. Đó. Và anh nghĩ rằng là cái người mà đã giao một cái nhiệm vụ bí mật là đưa mì cho tất cả mọi người chính là em đúng không? Ê, không phải đâu anh ơi. Cái này là tại vì em thấy anh đói quá, hồi nãy anh đánh mà xong rồi anh thở hập vậy nè. Tại sao bình thường em mới đưa em ra cho anh quan anh? Tâm đến bạn Lưu Tuấn Tài mà bây giờ em lại quan tâm tới anh? Em đưa mì cho anh có mục đích gì? Thôi được rồi, nếu như mà anh đã nghi như vậy thì em nói luôn. Đó là Phạm Lưu Tuấn Tài là người bí ẩn. Chính xác rồi, có nghĩa là Phạm Lưu Tuấn Tài là cái người bí ẩn. Anh cũng nghi vậy. Anh nghĩ rằng là một là Isaac, hai là anh Trường Giang, ba là Dương Lâm sẽ có khả năng nhất. Và nếu như con gái thì là Thúy Ngân. Mà nếu như không ngoại trừ nữa à, anh đoán còn hỏi luôn rồi Phương. Đúng không ạ? Anh còn đoán chị Khả Như nữa không? Là đủ nguyên một bộ luôn. Khả Như anh nghĩ rằng là có khoảng tầm 99% thôi, chứ không có nhiều. Tại sao trong đó không có em vậy ta? Tại vì anh nói em từ đầu rồi. Mà em nói là không phải thì thôi anh tạm tin em vậy. Nhưng miệng anh nói tin, nhưng chưa chắc lòng anh tin. Nhưng mà nói chung là bây giờ mình phải ăn. Anh ăn sắp xong chưa? Rồi bây giờ là mình gõ cái bon một cái là mình phải có mặt ở Hội An rồi anh ơi. Cho nên là bây giờ mình phải xong. Xong rồi đúng không anh? Em cũng xong rồi. Mọi đi trẻ, đi thay đồ nè. Trời ơi, nước ngon quá, muốn húp hết một cái mới đi.
rành ráng ngời. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Việt Nam sẵn sàng ráng ngời. Tôi đã hùng chiến đấu lăn xả và bây giờ tôi vẫn còn sức nữa. Trời ơi anh ơi đau quá. Ê, nhưng mà bởi vì anh Giang như vậy cho nên là em nghĩ anh Giang không phải là người bí ẩn rồi. Anh người bình thường thôi. Có liên quan gì đúng không? Tại vì chơi hết sức là nhắc đến người bí ẩn nhiều nhất luôn á. Tại vì tôi tức quá, tôi tức quá. Mọi người có nghĩ là tôi hoài làm sao mà 1000% chắc chắn không phải là ST. Tối hôm qua ST đã chằn chọc thao thức. ST nghĩ là chỉ có hai trường hợp xảy ra. Người bí ẩn có thể là làm nhiệm vụ là phải thắng hết tất cả các trò, hay là thua hết tất cả các trò. Thì ở trong đây không có ai thắng hết tất cả các trò hết. Có ai hiểu không? Hiểu nó giải thích là làm cái gì mà không? Họ có giao nhiệm vụ mà nó sẽ liên quan trực tiếp tới cuối cùng. Nó mới là đỉnh điểm. Là cái nhiệm vụ đó có thể là phải làm với tất cả mọi người. Vừa là đứng sau lưng kia vừa là vậy đó. Là một cái hành động bí mật. Vậy là mọi người phải để ý rất nhiều nha. Bây giờ tôi thẳng luôn nè, phi ngân đó. Phải không ta? Anh vậy rồi sao biết? Phải không tôi ta? Không ngờ. Sao vậy là sao biết là sao vậy? Ê, ủa sao phản ứng em lạ vậy? Em không buồn nói, em chống cự yếu ớt. Tại sao anh Giang lúc nào cũng đá chế banh đi mà em nghĩ rằng là với cái sự ngây ngô và bị chu dập trong chương trình này của Thúy Ngân thì không thể nào Thúy Ngân là người đầu tiên mà là người bí ẩn được. Đúng vậy. Phân tích nào giờ phân tích nha. Như hai người là bạn thân của nhau, bên nhau, chúng không tôi không bên tin. Nhau nhưng mà ý là mình đang phân tích. Sao chị im lặng, chị đang giấu cái gì trong lòng đúng không? Chị giả bộ chị ngu ngơ bình thường chị hay thoát lắm. Chị hay giả vờ ngủ. Là chị. Nhưng mà không ai nghĩ là Bích Phương hết. Không bao giờ là Bích Phương. Không thể là Bích Phương được. Em sợ Bích Phương anh ơi. Em cũng nghĩ Bích Phương là Bích Phương. Em nghĩ Bích Phương. Sao quê cứ đè. Có khi nào nay giúp không? Không có ai cho, không ai giao cho Negip một cái nhiệm vụ là phải thua tất cả trò chơi bởi vì nó auto thua. Tôi đã làm được điều đó rất nhiều lần rồi. Hai chúng tôi là những người thành tích best. Còn cái chuyện mà đi trao cho anh là một người anh em mà cũng như anh là cũng già đây đi làm một cái nhiệm vụ bí ẩn thì cái chuyện đó đâu có ai khùng mà làm đưa một bài toán có đáp số vậy. Đúng chưa? Em lại nghĩ là đó là một bài toán có đáp số nhưng tụi mình không muốn tin thôi. Vì đáp số đó là em. Vậy bây giờ em hỏi anh cho em 3 lý do vì sao em là người bí ẩn. Ủa nãy giờ nói rồi mà. Trả lời thì em cứ vòng vo hoài. Thứ nhất là những lập luận của em nãy giờ chứng tỏ em chính là người bí ẩn. Trong lòng em đang run sợ. Thứ hai là anh biết cái nhiệm vụ của em là nhiệm vụ gì. Em cũng biết luôn, là em để ý rồi. Điều thứ ba là anh biết vì sao ban tổ chức phải giao cho em làm người bí ẩn. Thì anh nói đi. Cái điều đó anh sẽ nói cuối chương trình. Nói bây giờ nó mất hay. Bởi vì các em sẽ biết thì nó mất hay đúng không? Đúng. Tôi vừa nói 3 lý do vì sao Ngân là người bí ẩn. Bây giờ hãy trình bày 3 lý do vì sao mình không thể là người bí ẩn. Đúng, ai cũng trình bày đi. Thứ nhất, nếu em là người bí ẩn thì em không thể nào từ đầu chương trình em đã nhận em là người bí ẩn lúc mọi người nói đó thì... Là em. Wow. Dễ thương mà, ai chả nhận được. Nhưng mà đâu có ai nhận đâu. Hiện tại là 6 người, 7 người còn lại không ai nhận. Có sao em cố tình, em đang bị rung. Cho nên em che là cái sự rung động của em sợ. Rung sợ phải rung động. Ờ Lâm ơi yếu văn, đừng có nói nhiều Lâm ơi. Em là một người khẳng khái và có gì em nói đó. Em luôn nói sự thật, em khẳng không bao giờ che giấu. Về cái khả năng mạnh tư duy thì em có một chút. Nhưng mà mạnh mẽ thì em có rất nhiều. Là em một trong những thành viên mạnh của, nói chung là của chương trình đi. Thì chương trình sẽ không thể nào chọn em. Mọi người sẽ dễ dàng đón ra được. Ủa liên quan gì? Ý Ngân nói là cái người khù khù khờ khờ. Một là thật khù khờ, hai là thật lanh lẹ. Để khi mà ai bắt đầu chĩa mũi dùi vô người đó là người đó có thể chĩa mũi dùi lại cho tất cả những người còn lại. Ý Ngân nói là không có bất ngờ đó. Đúng vậy, không thấy lập luận không chính xác. Em thấy lập luận nó vô cùng thập khẩn. Đúng vậy. Chị Như đã bị anh Giang thao túng tâm lý, mọi người hãy tin em. Anh có dấu hiệu tin em nhưng mà em bị chống cự yếu ớt. Cái lập luận của em nó bị rất là thiếu văn. Mà riêng về Thúy Ngân á thì thật sự là nếu như mà không phải là người bí ẩn thật sự nha thì nên về học thêm ngôn từ đúng không? Tại sao mà biện lộ hả? Biện lộ cái gì? Cái gì biện lộ nhiều quá được chưa mọi người? Mỗi lần em bị người ta vu khống cái gì đó là em sẽ không có thể tức đúng không? Tức quá em không nói nên lời. Không phải. Tại vì khi mình bị bắt trúng tim đen á mình
phải lựa lời để mà nói. Mà khi mình càng lựa lời thì mình sẽ càng bị anh dắt. Anh Giang mày rồi. Khi mà mình đã là một cái người mà bị người ta có thể nhắm tới là mình sẽ luôn chuẩn bị Giang sẵn. Không, để đó, khi người ta nói tới là mình sẽ đớp chát lại liền. Còn em là em chưa được nè, biểu quyết này. Bây giờ hỏi là mọi người nghĩ là nhiều nhất có thể người bí ẩn là ai? Nãy giờ em có quan sát sau khi mà nghe những cuộc tranh luận ừ. Thì nếu như không phải anh Giang, tại vì anh Giang có vẻ rất là mạnh mẽ về cái chuyện đó. Và thật ra là anh Giang cũng có thắng có thua, cho nên là em nghĩ là không phải anh Giang. Nhưng mà em lại nghĩ một thành viên mà em đã từng biết. Tại nãy giờ cứ ngồi cười tấm tỉm và kiểu rất im là im lặng, không tham gia câu chuyện. Nhan hiểm hoài. Mà bình thường Isaac đã rất hay nói. Isaac một phiếu, như nghĩ ai? Ê, nghĩ em đi, cho em có cái em chối vậy. Em nghĩ là Lê Dương Bảo Danh. Đúng rồi, ủa? Ừ. Lê Dương là? Ừ, luôn hả? Rồi, là Lâm một phiếu, em nghĩ là ai? Em nghĩ là Negip. Negip một phiếu, tôi nghĩ là Ngân. Ngân một phiếu, em nghĩ ai? Em nghĩ anh ST, vì em nghĩ cái người sao đó phải... Ủa sao anh nghĩ anh mà? Không, bây giờ em suy nghĩ là ST sau khi nghe anh lập luận. Thì người đó phải là một người có cái sự logic nè. Một người cũng nhạy bén tí, có thể chơi đây chơi đẩy được nè. Là có thể là anh ST. Ông bà có câu là cái nơi gọi là nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Có nghĩa là ban tổ chức sẽ gửi gắm những cái nơi mà mình sẽ không bao giờ mình nghĩ tới. Cho nên em sẽ nghĩ là Bích Phương. Cứ nghĩ là đưa Bích Phương khờ sẽ dễ bị lộ ra đúng không? Nhưng mà nhiều khi mình lại không nghĩ những nhân vật khờ khờ như vậy. Em nghĩ là ai? Em thì nghĩ là chị Thúy Ngân từ đầu luôn. Ủa? Tại hai phiếu luôn. Sao? Em lật mặt vậy, nãy mới Bích Phương, bây giờ qua Thúy Ngân. Tự rồi em nghĩ lại, em nhớ, em có để ý cái đó, em thấy rất nhiều lần luôn rồi. Trời ơi. Em đã bị anh Giang thao túng không rồi. Không có, em nhớ, tự nhiên ảnh nói cái em nhớ lại liền luôn. Rồi, em chọn Thúy Ngân làm Thúy Ngân hai phiếu. Cá nhân suy nghĩ của em nha. Thế là anh à? Đúng rồi. Em nghe đúng không? Vậy em có, em đang chỉ đoán thôi. Tại vì là em thấy anh có vẻ như nói nhiều thoại nhất. Như đó. Vậy là hiện tại là tôi có một phiếu nè. Em một phiếu, một phiếu xinh. Rồi. Một phiếu nè, một phiếu nè. Em một phiếu. Chỉ có Ngân là hai phiếu rồi. Chà, sao mà rộng quá vậy? Không biết là mọi người hẹn mình qua đây để làm cái gì nữa ta. Hello. Hôm nay anh im lặng quá. Kiên con, xin chào mọi người. Thì không biết các bà triệu tập tôi đến đây có chuyện gì hay không? Sao có vẻ bí ẩn quá vậy? Là em cũng bị hồi hộp theo vậy. Rất vui được gặp bà chị. Xin chào. Chúng tôi mời bạn đến để giao cho bạn một nhiệm vụ quan trọng. Trong chặng hành trình này, bạn sẽ là người bí ẩn. Hành trình rực rỡ 21:15 chủ nhật hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng Vion. Đây là tụi tôi. Chị Như, chị có tự tin vô mảng này không? Mảng kinh doanh. Dạ. Rất tự tin à. Giang đi không đợi gì hết. Đi đợi chứ. Có năng không vậy? Năng thằng đùi, thằng thằng đùi đi. Bây giờ bây giờ rồi. Chủ yếu là tình yêu của những người yêu thương của chúng tôi thôi ạ. À chị quấn mà. Đúng rồi chị. Quấn em đi, quấn em. Anh nghĩ là quấn luôn. Thảo này nó khó lắm. Vậy qua quay nè. Ê da, ê da, ê da, ê da, ê da.